Bí quyết khiến Su bỏ iPad của mẹ Trang. Mẹ có cái trò này cho Su vui lắm. À, mẹ đó mẹ. Lớp học mực ngữ mà Su lên đầu này mẹ. Đó, ba thấy mẹ hay chưa? Mẹ biết thế nào hai chị Su nhà ta sẽ khoái bộ này cho xem. Đẹp quá mẹ ơi. Để mẹ cùng Su khám phá xem bên trong có gì nha. Ê mà mẹ phải công nhận bộ thẻ này cứng cáp ha. Hình ảnh nhân vật vừa bắt mắt lại sắc nét. Màu sắc nổi bật thì khỏi phải bàn. Kiểu này hai chị Su mê kích cho mà xem. Hôm nay còn có thẻ phun quần đảo xinh ơi là xinh luôn nè mẹ. Chứ còn gì nữa, thẻ này là phiên bản giới hạn đó Su. Nghe nói là không có nhiều lắm đâu nên mẹ mới mua cho Su bộ này chơi đó, chứ bỏ qua cơ hội này là tiếc lắm luôn. Ok, không biết chơi đâu mà giành, không chơi đâu. Trời ơi, không biết chơi mà giành như đúng rồi vậy đó. Thôi mẹ hướng dẫn cho Su cách chơi nha. Trước tiên là mình đặt cái chuông ở giữa, và cái này chính là 36 thẻ Super Fashion. Mình có thể xếp ở giữa bàn hoặc rải đều ở khắp bàn như mẹ làm vậy nè. Còn đây chính là 36 thẻ ú à, để mẹ đảo lên rồi đặt một chồng ở giữa như vậy nha. Rồi chơi thế nào vậy mẹ? Su không à. Rồi rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu truy tìm bóng đèn bí ẩn. Tôi là ai và đây là đâu? Su giúp mẹ mở một thẻ ú quà ra đi. Sau đó cả nhà hãy tìm cho mẹ thẻ Super Fashion ở trên bàn, xem thẻ nào giống với thẻ ú quà này nhất. Ê ê, im lặng mà tìm nha. Tìm ra rồi thì nhấn vào cái chuông để giành quyền ra lời. Con thấy rồi, đây nè, đây nè. Wow, làm gì mà nhanh với Su. Mắt con tinh như ánh sáng mặt trời. Ok, Sumi nhà mình đã tìm đúng rồi nè. Vậy là Sumi sẽ được một thẻ Super Fashion nha. Thôi lần này thì để cho chị hai mình lật thử xem nào. Đây nè, đây nè. Từ từ cho chị hai tìm vô. Này thì nhanh tay quá nè, nhưng mà sai rồi nha. Vậy là Sumi bị mất một cái thẻ Fashion nha. Và tất nhiên sẽ mất luôn cả lượt chơi vòng này, tạo cơ hội cho chị hai rồi nha. Ủa, chơi vậy mình chính điểm sao mẹ? À thì khi lật hết thẻ ú òa, ai mà có thẻ Super Fashion nhiều nhất người đó sẽ là người chiến thắng. Mẹ ơi, trò này vui quá mẹ ơi. Chứ còn gì nữa, kiểu này thì khỏi lo, Tết này chị em nhà Su không có trò chơi rồi nghe. Kiếm đâu ra bộ trò chơi giúp cả nhà quay quần bên nhau, vừa gắn kết tương tác với nhau, lại còn rèn luyện khả năng nhanh tay lẹ mắt, kích thích não bộ và tư duy nữa chứ. Ba thấy mẹ có giỏi không ba? Phải công nhận mẹ đỉnh thần. Vậy mới chính là mẹ của hai Su chứ bộ. Tết về rủ ông bà ngoại chơi trò này, kiếm tiền lì xì mới được.